đã gần một tháng nay Hà Tĩnh không có mưa, nền nhiệt luôn ở mức cao từ hơn 40 độ. Hiện những cánh rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rất lớn, với cấp độ cảnh báo cháy rừng đạt cấp 4 đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Và trước thực trạng này, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng cháy rừng trong mùa khô năm nay. Chốt kiểm soát tại lối vào rừng thông huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngoài việc nắm thông tin người ra vào rừng, các lực lượng chức năng còn tuyên truyền người dân tham gia phòng chống cháy rừng. Hàng chục chuyến xe chở lá thông, kéo tràm được người dân thu gom để vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa giảm lượng thực bì gây nguy cơ cháy rừng. Khi người vào rừng đến tại điểm chốt thì lực lượng trực tại điểm chốt là phải ghi danh sách, họ và tên, số điện thoại, quê quán và mục đích vào rừng để làm việc gì, để tiên tránh trường hợp khi cháy rừng xảy ra, điều tra truy quét thủ đối tượng vào để làm gây ra cháy rừng. Can Lộc hiện có 8.100 hecta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 6.500 hecta rừng dễ cháy. Nhờ việc vận động người dân chung tay thu gom thực bì, giảm vật liệu cháy, nên trong đợt nắng nóng này, dù trên địa bàn xảy ra hai điểm phát lửa, nhưng lực lượng kiểm lâm đã kịp thời khống chế và không gây ra thiệt hại lớn về rừng. Chúng tôi đã lập 6 cái chốt kiểm tra tại các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy để kiểm tra người ra vào rừng và vận động người dân và các cái tổ chức giảm vật liệu cháy dưới tán rừng, đặc biệt là dưới tán rừng thông, để giảm cái nguy cơ cháy khu vực rừng trọng điểm. Gần một tháng nay, Hà Tĩnh chẳng có mưa, còn với nền nhiệt cao nên nguy cơ cháy rừng rất lớn. Tại huyện Thạch Hà, nhiều diện tích rừng có thảm thực bì khá dày, khô giòn nên có thể phát lửa bất cứ lúc nào. Đồng thời cả cánh rừng thông ở đây đang xen về khu dân cư, đặc biệt là có nhiều lăng mộ nằm sát bìa rừng, nên chỉ một chút sơ sẩy là có thể xảy ra cháy rừng. Lập cả các chốt kiểm soát người ra vào rừng trong những ngày nắng nóng ở nhiệt độ cấp 4, cấp 5, hay là công tác tuyên truyền, lắp các biển báo cảnh báo tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao. Ba là xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy và xây dựng các cái đường băng, đường ránh cản lửa, các biển báo khi vào các khu rừng. Thứ tư là thực hiện cái phương án 4 tại chỗ khi có các cái điểm phát lửa xảy ra. Hiện mức cảnh báo cháy rừng tại Hà Tĩnh đang ở mức cấp 4, cấp 5. Cùng với các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh cũng siết chặt kiểm soát người ra vào rừng và xử lý nghiêm các hành vi gây nguy cơ cháy rừng. Lúc này cũng đang là thời vụ của cây hành tím. Thế nhưng nhiều cánh đồng trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nông dân chưa thể xuống giống vì nắng hạn gay gắt. Bởi nếu xuống giống thì cây hành có thể bị chết. Tình hình khô hạn đang diễn ra trầm trọng khiến cho hàng trăm hecta đất nông nghiệp ở thủ phủ hành tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ hoang nhiều tháng nay. Và theo thống kê thì trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng diện tích cây trồng trên đảo chiếm 2/3 diện tích, còn năm nay chỉ đạt chưa đầy 1/2. Thời điểm này hơn 200 hecta diện tích đất bị bỏ hoang, nhiều giếng nước trên đảo Lý Sơn đã trơ đáy và nhiễm mặn. Nông dân đang loay hoay giải hạn cho cây trồng. Cuộc sống của nông dân chủ yếu phụ thuộc vào hành tỏi nên gặp rất nhiều khó khăn. Hiện người dân chỉ trồng khoảng 50 hecta hành tím và một số ít diện tích cây bắp, dưa hấu, đậu phộng. Diện tích đất không sản xuất được chiếm gần 70%. Cơ quan chức năng huyện Lý Sơn đã khuyến cáo nông dân hạn chế trồng hành tím, chỉ trồng ở vùng có nước và đảm bảo nguồn cung cấp ra thị trường.